Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự tuần qua của Đài truyền hình Sài Gòn Network và cũng như quý vị khán thính giả đang theo dõi trên mạng lưới Internet toàn cầu. Hôm nay trở lại với chương trình Thời sự tuần qua, chúng tôi tiếp tục phân tích những góc cạnh và những tin tức nóng hổi trong tuần qua. Như thường lệ thì vẫn có chú Nam Sơn là người nhân vật chính để phân tích những cái diễn biến cũng như là những tin nóng thời sự thế giới, thời sự Á Châu cũng như là Việt Nam. Và chúng ta tiếp tục để mà lắng nghe và thêm những cái điều mới mẻ trong những góc cạnh khác nhau. Trước hết xin chào chú Nam Sơn ạ. Xin chào Hưng Yên và Nam Sơn xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, trong tuần qua thì chúng tôi tạm gác lại những cái diễn biến chính trị tại Anh Quốc với hồ sơ Brexit để có những tin tức nóng hơn. Tuy nhiên, để trước khi đến những tin tức nóng của Hoa Kỳ mà chúng ta thấy tuần rồi, chúng ta thấy có một cái nhân vật gọi là một người gián điệp của Mỹ được gài vào Điện Cẩm Linh, tới tên là Smolenkov, thì ông này sẽ được triệu hồi về Hoa Kỳ. Cũng như là tin nóng là ông John Bolton là cố vấn an ninh quốc gia đã phải bị sa thải. Về Á Châu thì chúng tôi tiếp tục cập nhật về tình hình Hồng Kông và cái sự kiện quan trọng đó là chàng thanh niên lãnh đạo những người dân chủ đã đến thăm Hoa Kỳ cũng như là đến Đức, được Ngoại trưởng Đức tiếp xúc và gặp gỡ. Và tình hình ở Việt Nam thì có tin rằng ExxonMobil đã coi như là có tin sẽ rút khỏi dự án khai thác dầu. Sự thực ra làm sao thì chúng tôi sẽ lần lượt phân tích. Tuy nhiên, để đầu tiên chúng ta nên có một tin phụ một chút, nhưng mà nó lại là có một vấn đề lớn. Đó là thời gian trong tuần qua ngày 13 tháng 9 thì chúng ta thấy cái phong trào đình công rất là lớn tại Pháp Quốc. Và nó đình trệ tới 10 hàng chục cái tuyến tàu điện ngầm, chính xác là 16 tuyến tàu điện ngầm, gây ảnh hưởng cho xã hội trật tự của thủ đô của ánh sáng Paris. Nhân đây thì chúng tôi nhờ chú Nam Sơn phân tích dùm là tại sao cái thể chế dân chủ tại Pháp đó, nó có ảnh hưởng đến nền kinh tế rất là nhiều. Mà chúng tôi theo dõi tin tức, thưa chú Nam Sơn, thì thấy rằng là đình công lúc nào cũng dữ dội ấy, mà hình như người phương Tây ấy, người ta lười làm việc lắm. Không phải như người Mỹ hay người Việt Nam chúng ta cần cù. Người phương Tây người ta đòi làm 4 ngày thôi hoặc thậm chí 30 tiếng một giờ thôi. Hở chút thay đổi chính sách xã hội một cái là đình công liên miên và nó trì trệ cái nền kinh tế, ảnh hưởng nền kinh tế rất là nhiều. Thì xin chú phân tích cái góc cạnh đó trong cái xã hội phương Tây một chút ạ. Thật ra mình nói cái xã hội phương Tây không thì không có hẳn đúng, mà là xã hội của Pháp. Bởi vì phương Tây có nhiều cái nước phương Tây mà không có giống như Pháp. Dạ. Ngay cả cái nước Bỉ ở kế bên nước Pháp, hay là nước Đức, hay là nước Ý chẳng hạn, đâu có đến nỗi như nước Pháp đâu. Dạ vâng. Mà Hưng Yên chưa có từng chứng kiến mà cái cảnh mà đình công bên Pháp thật là nó kinh khủng lắm. Chính cá nhân chúng tôi là đã ở bị kẹt trong cái cuộc đình công ở Pháp tới mấy lần lận. Dạ vâng. Tới mấy lần lận. Mà khi mà đình công, thí dụ như bây giờ ở nước Pháp có 16 tuyến xe điện ngầm đó ha, thì thí dụ đường màu xanh, đường màu vàng, đường màu cam gì đó, ở dưới nó chằng chịt. Mà bây giờ có 10 cái đường nó đình công, nội cái đó không á, là một cách kinh khủng lắm. Mình đi, mình dự trù, mình đi làm, mình xuống cái làm, mình dự trù làm, nhảy xuống đó, xe không chạy, chạy lên, đứng đón cái xe để đi cái chỗ khác, đi không được. Đi không được bởi vì quá nhiều người đón taxi thì cũng không có đủ taxi để mà đi. Kêu Uber cũng không có để mà đi. Thành ra cái tình trạng đình công của Pháp là một cái vấn nạn mà dân Pháp không có thể nào tránh khỏi hết. Dạ. Các cái nghiệp đoàn của Pháp rất là mạnh, mà cái người dân Pháp họ lè phè lắm. Lười làm việc, enjoy nhiều hơn. Cái giờ làm việc mình ở đây á, cái dân công của mình làm việc 40 giờ một tuần, không chịu, phải 48 giờ, phải làm thêm overtime, có khi làm luôn 7 ngày luôn nữa chứ không thèm 6 ngày nữa ha. Mà một ngày là không phải làm 8 tiếng, mỗi khi làm 10 tiếng mà làm 7 ngày liên tiếp nữa ha, cũng đủ thứ chuyện hết trơn. Dạ. Còn ở bên Pháp không có đâu. Ở bên Pháp là
một tuần làm có 30 mấy giờ cũng không chịu, 35 giờ cũng không chịu, chịu đòi xuống còn 30 giờ hay là 32 giờ thôi, chứ còn 35 giờ làm 4 ngày, làm 5 ngày thì không nói gì rồi, bây giờ bỏ xuống còn 4 ngày cũng không chịu, đòi còn 3 ngày nữa thôi, tôi không biết làm sao nói nữa bây giờ. Nó cứ họ cứ đòi làm việc rất ít, mà cái quyền lợi của cái người lao động của Pháp rất là lớn. Có điều là phải nói thật, lương không có lớn. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, cái ngày 13 tháng 9 vừa rồi đó, 16 tuyến tàu điện ngầm đã đình trệ. 10 tuyến thôi. Có 10 tuyến bị đình trệ trong số 16 tuyến đó. Trong số 16 tuyến. Dạ vâng, đúng rồi. Tuyến đó. Dạ vâng. Nhưng mà kính thưa quý vị rằng là cái vấn đề ở chỗ là cái người biểu tình, người ta hoài nghi rằng cái chương trình ông tổng thống Macron ông muốn là gộp lại 42 cái chế độ hưu bổng đó, lương bổng, cái chế độ về nghỉ hưu xã hội đó, ông gộp lại một cái chương trình là thống nhất thôi, là người ta hoài nghi là ông không làm tốt được và ảnh hưởng tới cái phúc lợi của họ. Thì chú phân tích thêm một chút. Đây là cái chỗ này, ở nước Pháp đó, về cái hệ thống mà bảo hiểm xã hội đồ về hưu trí thì kia rất là tốt, ít có nước nào tốt bằng lắm. Bây giờ thuốc thang mình đau bệnh rồi đi mua thuốc rồi cái đủ thứ là rất là dễ dàng, rất là đầy đủ, rất là tốt. Rồi cái giờ được nghỉ hưu rồi kia, nó có nhiều cái thang nghỉ hưu khác nhau. Thí dụ cái người làm cái ngành nghề này thì cái chế độ nghỉ hưu khác, ngành kia cái chế độ nghỉ hưu khác, mà nó tính có tổng cộng có 42 cái chế độ nghỉ hưu khác nhau. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ đó, cái quan trọng nhất người ta nói bây giờ là những cái người mà làm việc ở dưới mặt đất, thí dụ như những người làm hầm mỏ, rồi những người làm xe điện ngầm, rồi kia vân vân đó, những cái công việc làm mà làm ở dưới mặt đất đó, thì là chỉ có 52 tuổi là được hưu trí thôi. Mỗi lần đó là tất cả những người khác là 62 tuổi là hưu trí. Bây giờ là 52 tuổi hưu trí thôi. Thì rồi những cái tổ chức, có những người thì đình công, họ phân biệt, họ nói rằng tại sao bên kia được như vậy mà bên tôi được không vậy. Họ kêu gọi biểu tình. Mà một lần họ biểu tình là, nếu mà mình chứng kiến cái cuộc biểu tình của mấy cái hãng xe này của Pháp là mình kinh khủng lắm. Ở những cái trạm xe điện ngầm nó rác nó như núi vậy đó, bây giờ không có người hút rác. Họ nghĩ hết trơn hết trọi. Rồi mình xuống cái trạm xe lượng, mình thấy mình đi nó ngay là dẫm lên rác để đi. Một cách kinh khủng lắm. Thành ra vì như vậy đó mà những cái đó nó gây trở ngại nhiều lắm. Những người đi làm việc là không có thể đi làm được nữa. Mỗi lần người ta lợi dụng cái tuyến đường đó, người ta đi giờ đó đủ thứ, giờ nó ngừng một cái là tê liệt hoàn toàn. Nói tới vấn đề kinh tế, mỗi một lần mà đình công như vậy đó, cái sự thiệt hại về kinh tế biết bao nhiêu mà nói. Dạ vâng. Biết bao nhiêu mà nói, nhưng mà cũng làm. Mà dân Pháp á, Hưng thì không biết cho Âu Châu, nó không phải như bên mình. Bên mình mà đi vô sở làm việc, đi vô sáng đi vô làm việc làm tới chiều. Bên đó không có đâu, trưa là đóng cửa nghỉ hết. Tới buổi trưa đó, sau 12 giờ đó, đi ra ngoài chợ lại shopping đó, tất cả shopping đóng cửa hết trơn hết trọi. Mình muốn đi mua gì cũng không được hết trơn hết trọi. Ngủ trưa. Nhưng mà kính thưa quý vị là như vậy thì đặt câu hỏi cho chú Nam Sơn là dân chủ quá cũng mệt. Thật ra thì nói vậy thì cái gì cũng có cái lợi cái hại của nó. Bây giờ nếu nói dân chủ quá cũng mệt đó, thì tại sao nước Pháp vẫn tồn tại, vẫn là một cường quốc? Mình thấy không? Thành ra nó có gây những cái khó khăn, nhưng mà cái nền dân chủ của nước Pháp mình phải công nhận là một nền dân chủ rất là tốt. Nhưng mà có khi nó hơi quá đà. Quả thật. Có khi nó hơi quá đà. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là mỗi lần như vậy, như chú Nam Sơn nó kinh tế thiệt hại và đúng trì trệ biết bao những đình trệ nền kinh tế của một cái gọi là thủ đô Paris. Nhưng mà nếu mà quý vị có dịp qua những nước Tây phương Tây, mà đặc biệt là Pháp á, quý vị sẽ thấy là không phải như Mỹ đâu. Người Mỹ á, đi Walmart, đi Costco, chở một xe đầy thực phẩm này, đồ ăn thịt thà là nó tràn ngập hết một cái xe. Nhưng mà người phương Tây người ta đi mua, kính thưa quý vị, mua 2 lon coca, một miếng chi nhỏ nhỏ,
cái xe đẩy của người ta cũng xe nhỏ dễ thương lắm, chứ không phải cái xe bành kỳ như người Mỹ đâu thưa chú. Ở Âu Châu đó cái vật giá rất là đắt đỏ. Dạ vâng. Cái lương bổng của một người nhân công ở bên Pháp á, so với bên Mỹ này đó thì là thấp hơn ở bên Mỹ này. Đình công quà như vậy người ta không phải trừ hao kinh tế. Mà vật giá thì đắt đỏ hơn rất là nhiều. Thành ra đời sống, thí dụ Hương Yên lấy so sánh đời sống của một người kỹ sư ở bên Pháp và một người kỹ sư ở bên Mỹ này, thì hai cái đời sống đó hoàn toàn khác nhau. Vâng. Hoàn toàn khác nhau. Cái đời sống của một người kỹ sư ở bên Mỹ này cao hơn rất là nhiều. Cái số lương của họ có thể không có cao hơn người kỹ sư bên Pháp bao nhiêu. Cao hơn nhưng mà không cao bao nhiêu. Nhưng mà thay vì ở bên Mỹ mua một con gà 3 đồng, 4 đồng thì ở bên Âu Châu mua con gà phải 10 đồng. Đó, hay là một kilo thịt bò phải rất là mắc. Vì trả lương công nhân. Tất cả những cái gì cũng đều mắc hết trơn. Ra bây giờ nói xin lỗi chứ ra đường ở chỗ công cộng mà đi cầu tiêu cũng phải trả tiền nữa. Dạ vâng. Mình đi vô tiệm McDonald's mình ăn một cái bánh mì, mình xin thêm một cái miếng ketchup để nặng vô cũng phải trả tiền nữa. Chứ không phải thưa chú là nữa. Bởi vì ở chỗ là cái chính sách an sinh xã hội người ta tốt quá, người ta phải trừ thuế, đánh thuế dữ quá để người ta lo cái chuyện chính sách ăn. Đúng vậy, đúng vậy. Thành ra cái lợi này cái hại khác. Cái dân Pháp thì phải nói là họ sống phè phẫn hơn dân Mỹ nhiều lắm. Dạ vâng. Dân Mỹ làm người không gọi là đi cày như dân Mỹ phải không ạ? Dạ. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta chuyển qua một cái tin nóng hơn một chút xíu để chú Nam Sơn phân tích một chút. Trong tuần qua thì chúng tôi, quý vị nghe đài CNN này kia đó, một số những bình luận nói rằng là Mỹ đã cài được một nhân vật gián điệp trong cái gọi là bộ máy chính quyền ở Điện Cẩm Rinh, Cẩm Linh. Thì có đúng sai thế nào mà nghe nói rằng là vì quá trình nói chuyện với phía Nga mà Tổng thống Donald Trump đã bị hớ ra một vài điều, và bên CIA họ nghĩ rằng sẽ lộ ra cái thân phận của người gián điệp này, cho nên phải đưa gấp ông này về để mà tránh cái sự mà ảnh hưởng tới tính mạng của người gián điệp này. Sự thực ra sao và bên đằng sau cái đó là điều gì thưa chú? Thật ra cái vấn đề này thì nó cũng tương đối hơi dài, nhưng mà mình có thể tóm gọn lại là như thế này. Cái vấn đề mà cài gián điệp á, thì ở đâu cũng có hết. Dạ vâng. Nước Nga cũng cài gián điệp bên Mỹ này, mà Mỹ cũng cài gián điệp qua bên Nga. Mà cài làm sao mà cái người gián điệp đó càng trèo cao chừng nào thì những cái tin tức họ đưa ra có lợi chừng nấy. Thành ra cái chuyện cài gián điệp nhau rồi thí dụ khám phá ra là cái chuyện rất là thông thường. Dạ. Rất là tự nhiên, không có gì đáng nói hết trơn hết trọi. Dạ. Trong cái ngành tình báo thì cái chuyện đó là hiển nhiên phải không? Dạ. Nhưng mà ở đây đó là tại vì nó lớn chuyện là ở chỗ cái hãng thông tấn CNN đó, họ lại đổ cho rằng khi cái người gián điệp này làm việc mà đã được cài vô chính phủ Nga rồi được leo lên cái cấp tương đối cao, có thể biết được nhiều tin tức bí mật, nhưng mà vì ông Trump ông nói chuyện với ông Putin, ông nói chuyện với ông Lavrov, tức là bộ trưởng bộ ngoại giao của Nga ha, thì khi mà ông nói chuyện vậy ông tiết lộ ra một số tin tức nó hớ, làm cho người ta nghĩ rằng cái người mà tiết lộ cái tin tức đó ra cho ông Trump biết đó thì phải là cái người ở một cấp bậc rất là cao ở một cái chỗ nào đó mới biết, bởi vì cái tin đó không phải ai cũng biết được hết. Dạ vâng. Đó, thành ra vì như vậy cái CNN, họ hãng thông tấn họ đổ cho, nói rằng CNN phải rút cái người gián điệp đó ra đi về. CIA đó. Cho cái người gián điệp đó đi cùng gia đình đi du lịch ở Montenegro, rồi từ đó ông ta biến mất. Dạ vâng. Ông ta biến mất thì cái CNN nói vậy, nhưng mà sau đó thì cái CIA họ xác nhận no, họ nói không có cái vấn đề đó, họ không có rút người nào về, không có cái gì hết trơn hết trọi á. Thành ra cái vấn đề gián điệp đó là có, nhưng mà cái nguyên nhân mà để rút cái người gián điệp đó về mà nói do ông Trump đưa ra thì CIA họ phủ nhận hoàn toàn. Sự thật ra thì nếu mà nói ra CIA nó phải binh ông Trump, nó phủ nhận cái chuyện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dạ vâng. Nhưng mà điều nếu mà nói CNN mà nói rằng cái đó do ông Trump làm ra đó thì cũng chưa thì hẳn, cái chuyện hả? Đó là dấu hỏi. Dạ tức vâng. Là cái chuyện mình làm sao dám nói không có, có thể có mà có thể không, nhưng mà chưa hẳn như vậy, thành ra chúng ta không thể tin được cái điều đó. Dạ vâng. Trong khi đó thì CIA họ hoàn toàn xác nhận rằng cái
cái ông Smolenkov này không có dính líu gì tới cái vấn đề mà ông Trump mà tiết lộ cái gì hết trơn hết rồi. Dạ. Họ phủ nhận hoàn toàn. Và cái bản tin cũng cho biết rằng cái ông đó tên là Smolenkov, cái ông này đó là một cái gián điệp của Mỹ cài ở nước Nga. Bây giờ có thể gì bị lộ hay là gì đó thì họ phải rút người đó về là đương nhiên rồi. Dạ. Để bảo vệ tính mạng của người đó. Mà chẳng những rút về mà thôi đó, mà còn phải tiếp tục bảo vệ cho người đó, là bởi vì bên KGB của Nga có thể họ tìm theo họ giết ông này nữa. Dạ vâng. Đó, thành ra cái chuyện đó là cái chuyện hiển nhiên mà thôi. Dạ vâng. Ừ. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là chúng ta gọi là đóng cửa nội bảo nhau đó, thì thực sự đó là Tổng thống Donald Trump vốn dĩ không phải là một chính trị gia. Ông là một thương gia nổi tiếng, một tỷ phú. Cho nên đôi khi cái xác suất mà bị hớ đó cũng có nghe chưa chú. Cái xác suất là có. Có và cao hơn người khác, vì bản tính ông Trump chúng ta biết rồi. Đôi khi cũng dễ lắm, chúng tôi nghĩ rằng là vẫn có thể xảy ra một số trường hợp mà nói ngồi chuyện với ông Putin, người ta nói tôi nói cho ông cái này nha, la la la, nhưng không ngờ rằng cái tin đó mà nói ra thì bên phía ông Putin phải hiểu ngay là những ai mới có thể tiết lộ được cái tin đó ra. Cái về phương diện lý luận mà xét đó, thì cái lý luận của Hưng Yên đúng. Dạ vâng. Cái lý luẩn mình xét như vậy, sự thật thì có thể không đúng như vậy. Dạ mình không biết, bởi vì mình ở cái cương vị của mình thì mình không có khả năng để biết được cái việc đó một cách rõ ràng. Dạ vâng. Nhưng mà điều hãng CNN thì nó lý luận cái cách của Hưng Yên lý luận như vậy. Dạ Hưng Yên sắp sửa đi làm cho CNN rồi đó quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, để chúng tôi nói thêm cho rõ là theo tờ báo của Nga đó là tờ Medomosti, thì nói rằng ông Oleg Smolenkov mà chú Nam Sơn vừa nói đó, từng giữ chức cố vấn trưởng trong văn phòng của Yuri Yusakov, là cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin trong 5 năm. Có nghĩa là ông Smolenkov này là cố vấn trưởng của văn phòng cố vấn đối ngoại của ông Putin, là cũng quan trọng lắm chú nha. Thật ra thì cái dĩ nhiên là hả, cái người điệp viên đó thì họ phải luôn luôn họ len vô được tới những cái chỗ quan trọng để họ biết những cái tin mật. Về phía của Nga trong lần này họ xác nhận là cái ông này không có cái quyền để tiếp xúc với những cái tin mật, nhưng mà ông ta không có quyền tiếp xúc, nhưng mà trong những cái bạn bè ông ta làm việc trong cái văn phòng như vậy có những người có tiếp xúc với cái tin mật đó được. Mà nếu người ta tin ông, người ta thương ông, trong cái lúc mà hàn huyên nói chuyện người ta vẫn có thể xác nhận điều đó. Dạ. Thì ông ta vẫn có thể moi được một số tin mặc dù ông ta không có tiếp cận được. Cái việc này nếu mà nói tới phương diện tình báo thì cái việc này chúng ta chỉ ngồi chơi mà bàn thôi. Dạ. Chứ còn phải không, chứ còn cái chuyện mà chính xác thật sự ở bên trong mình không biết được đâu mà nói hết. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta qua một cái tin tức nóng mà kính thưa quý vị là bản thân Hưng Yên thì khi mà nghe cái tin này đó thì cũng có hơi gọi là tiếc nuối một chút, khi mà được tin ông John Bolton là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời của Tổng thống Trump và là cố vấn an ninh quốc gia thứ ba bị sa thải. Chúng tôi băn khoăn, chúng tôi tiếc một chỗ là bởi vì ông John Bolton ông rất là mạnh miệng khi mà chỉ trích Trung Quốc xâm chiếm bãi Tư Chính ở Biển Đông. Chúng tôi thích cái ông này ở chỗ là tuyên bố rất là thẳng thắn và có lợi cho tình hình chủ quyền của Việt Nam. Cho nên chúng tôi là khi mà nó sa thải ông John Bolton thì chúng tôi có phần tiếc nuối. Tuy nhiên đó là cái vấn đề ở chỗ là hôm nay đó thì nhờ chú Nam Sơn phân tích xoay quanh cái vụ việc này, là cái sự theo cái chúng tôi được biết bản tin nói đó, có nghĩa là sự mâu thuẫn và không đồng nhất giữa ông John Bolton với Tổng thống Donald Trump về một số những vấn đề quốc tế mà theo chúng tôi thấy được, không biết chú Nam Sơn nhìn nhận thế nào, giọt nước tràn ly của ông John Bolton dự với ông Donald Trump đó là kỳ mà chính phủ của ông Donald Trump tuyên bố là chấp nhận tiếp thủ lĩnh của Taliban tại trại Davis, mà trong khi ông John Bolton thì không đồng ý chuyện đó. Mà riêng cá nhân Hưng Yên, không biết chú Nam Sơn tính nghĩ sao, chúng tôi cá nhân chúng tôi cũng không đồng ý chuyện đó. Trước thềm ngày 9/11 lại tiếp một cái người mà đã gây ra cái thảm họa giết nhân dân, gọi là người dân của mình ngay tại đất nước mình, thì nó hơi bị khó coi. Khó coi mà nhục quá phải không ạ? Chúng tôi cảm thấy như vậy. Dùng chữ nhục đó thì cũng nó hơi nặng, nhưng mà tự nhiên mình thấy nó hơi kỳ quá không được. Thật ra thì cái vấn đề này đó, cái chuyện mà ông John Bolton mà ông tiết lộ về cái cuộc họp bí mật ở tại Camp David đó, dạ, thì vâng, đúng như Hương Yên nói là giọt nước tràn ly. Vâng. Nhưng mà
từ lâu rồi chúng tôi cũng đoán rằng ông John Bolton trước hay sau gì cũng phải ra đi mà thôi. Là bởi vì khi mà cái thời kỳ trăng mật của ông ta với ông Donald Trump mà hết rồi đó, thì mình thấy cái tánh tình của ông Donald Trump mà ở trong cái một cái chính phủ đó thì thân cận nhất đối với tổng thống là ông cố vấn an ninh quốc gia và ông bộ trưởng bộ ngoại giao. Hai người đó là hai cái rường cột của một cái chế độ. Mà bây giờ mình thấy trong những lúc gần đây xảy ra những cái bất đồng giữa ông Bolton và ông Donald Trump hoài, thì ai cũng có thể đoán ra được rằng trước sau gì ông Bolton này cũng sẽ ra đi. Ông ta là rất diều hâu, ông ta là một người cứng rắn nổi tiếng nhất của Mỹ này. Ông ta là chủ trương là đánh xả láng hết rồi chứ còn không có là quýnh phủ đầu đó. Dạ, quýnh phủ đầu ông ta. Ông ta đã từng nổi tiếng là diều hâu từ khi ông ta còn làm đại sứ Mỹ ở tại Liên Hợp Quốc, nghĩa là mấy chục năm trước đây rồi. Ông ta là đã nổi tiếng về cái việc đó. Thành ra mỗi lần mà có một chức vụ gì mà cử cho ông ta mà đưa ra cho thượng viện biểu quyết đó, là ông ta là khổ sở dữ lắm với cái vụ diều hâu của ông ta này. Vâng. Thành ra ông John Bolton, sự thật ra đó, ông John Bolton là một người mà ông Donald Trump rất là cần. Bởi vì cái bản tính của ông Donald Trump cũng rất là quyết liệt. Ông Bolton lúc đầu mà chọn ông Bolton tôi nghĩ là trúng người rồi. Ông Trump là có được một người này như vậy là trúng nó rồi. Nhưng mà lần lần đi, nhất là chúng tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất mà để ông John Bolton phải ra đi đó là cái kỳ mà ông Donald Trump họp với ông Kim Jong-un ở tại Việt Nam. Cái cuộc họp đó do chính ông John Bolton dàn xếp từ đầu. Và rốt cuộc lại đó thì là thất bại, không có được một cái thông cáo chung. Rồi sau đó chính Bắc Hàn đã tuyên bố yêu cầu Mỹ, kêu cầu ông Donald Trump phải sa thải ông John Bolton. Thì một cái người cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống, mà ông Trump thì ông đang cố mọi cách để lôi kéo Bắc Hàn. Ông Trump vẫn thường tới bây giờ cũng vẫn ca ngợi Kim Jong-un là một người mà ông ta tuyên bố rằng ông ta tin được. Rõ ràng như vậy. Mà bây giờ ông Kim Jong-un thì ông muốn là ông phải đuổi ông John Bolton. Là mình thấy cái ghế của ông John Bolton sau cái lời tuyên bố đó là chỉ còn có 3 chân thôi. Phải không? Thì mình thấy rõ ràng đó sau là... Sau đó tiếp tục... Sau đó David, tiếp tục rồi cái vụ Afghanistan. Dạ vâng. Ha, rồi tới cái vụ họp ở Camp David nữa. Nhưng mà những cái chuyện đó chỉ mới là những chuyện lớn thôi. Dạ vâng. Còn những cái nhỏ nhỏ lắc nhắc ở bên trong đó, cái sự bất đồng của ông của ông John Bolton đối với cái dàn cố vấn của ông Donald Trump, đối với ngay cả ông Mike Pompeo, hai ông cũng đã chỏi với nhau rất là nhiều lần, là bởi vì cái sự quá cứng rắn của ông John Bolton. Và ông Trump đã nhiều lần hầu như là phải hòa giải giữa hai người này với nhau. Báo chí, các nhà bình luận nói tới rất nhiều cái chuyện này. Thành ra vì vậy mình thấy rằng cái chuyện ra đi của ông John Bolton hầu như là một chuyện hiển nhiên. Nhưng mà cái người ta không biết là lúc nào thôi, thì giờ đây đúng là giọt nước tràn ly. Có một điều là khi ông John Bolton ra đi thì ông ta tuyên bố là ông ta từ chức. Nhưng mà theo lời của ông Trump đó, thì ông Trump nói rằng ông kêu gọi ông Bolton hãy từ chức đi. Nghĩa là chẳng khác nào nói đúng ra là đuổi ông John Bolton. Mà mới đây, cái phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Chris Holm và ông Mike Pompeo, tức là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, đều xác nhận rằng ông Donald Trump buộc ông John Bolton từ chức. Trong khi đó, ông Bolton ông nói rằng ông muốn từ chức chứ không phải ông bị đuổi. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, nói một cái góc cạnh đúng á, thì đương nhiên Tổng thống Donald Trump phải chọn cái người cánh tay phải, cánh tay trái của mình làm việc để đồng nhất và có quyền sa thải nếu người đó không có phù hợp với, nói như Việt Nam là cái chủ trương. Thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi, một người làm chung với nhau cái cấp dưới mà không đồng quan điểm nhiều thì rất khó làm việc. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn lại là có sự lộn xộn, hình như ông Trump nhà ta, đôi cái cách làm của ông Trump chúng ta thấy là đưa lên tweet nói là tôi đã coi như đề nghị ông John Bolton phải từ chức, nói tóm lại là khai cho thiên hạ biết là tôi đuổi ông này đó mà tôi bắt ông này phải nghỉ. Cái cách làm đó đôi khi nó hơi giống như là một cái người làm thương mại chứ không phải chính trị. Nói như Hưng Yên đó, mình nhớ là Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sau khi bất đồng ý kiến với lại ông Trump, ông James Mattis ông đưa một cái đơn từ chức, ông nói là tới ngày 31 tây tháng 12 này ông sẽ từ chức.
sau khi ông đưa cái đơn vô, ông Trump cho nghỉ liền, khỏi cần chờ tới 31 tháng 12 luôn. Cho nghỉ một cái rụp liền lúc đó. Đôi hay là ông đuổi một cái ông mà ngoại trưởng. Ngoại trưởng. Ông Tillerson, giờ là ông mà làm accent qua đó. Khi không có tôi quên tên ngang của ông. Ông Tillerson giờ đây. Ông đuổi mà cái ông kia không hay, ông kia đưa ngồi trên máy bay đi về, là ông gọi điện thoại lên máy bay, ông nói ông đuổi. Đó, cái đó thì chúng tôi nghĩ rằng là ông ta hoàn toàn có quyền đuổi, có quyền sa thải, và chúng ta cũng hiểu thôi, làm việc thì phải đồng nhất, cái điều đó góc cạnh chúng ta cũng ghi nhận điều đó. Tuy nhiên mà cái cách làm của ông Trump nó làm cho người ta thấy không nhưng có mà hậu, bây giờ chúng ta đi về phía trước cho giải chuyện đó phía sau. Dạ vâng. Ai sẽ làm cố vấn an ninh quốc gia? Dạ. Thì ông ta phủ nhận. Có hiện bây giờ là đang có 15 ứng viên. Dạ vâng. 15 ứng viên mà mình cũng chưa biết được 15 ứng viên đó là ai, nhưng mà có một người mà một vài nhà bình luận đã nói tới mà làm cho tôi suy nghĩ rất là nhiều, là một trong những ứng viên đó là bà Condoleezza Rice, bà cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông tổng thống Bush, cựu bộ trưởng bộ ngoại giao của ông tổng thống Bush, cũng là đảng Cộng hòa. Bà ta cũng thuộc về bà ta da màu, bà ta là một nhân tài, bà ta giỏi lắm. Nếu đọc cái tiểu sử của bà Rice, bà thấy bà hay lắm. Thành ra người ta lại bây giờ mới vừa nhắc tới tên của bà Rice một lần nữa, có thể bà ta sẽ đảm nhiệm chức vụ cố vấn an ninh quốc gia. Mình không biết cái tin đó như thế nào. Tôi nghĩ là cái tin đó cũng rất là hợp lý, có lý, là bởi vì sau khi ông John Bolton tuyên bố từ chức á, sau khi bị đuổi đó, thì bà lên tiếng. Bà lên tiếng, bà nói rằng nghĩa là tổng thống và cố vấn an ninh quốc gia phải same page, tức là phải thuận thảo với nhau, phải mà đồng ý kiến với nhau đủ thứ, chứ không thể khác chiều được. Thì đó là câu phê bình của bà Rice. Có nghĩa là tín hiệu cái mùi thoang thoảng rồi. Cái mùi thoang thoảng rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ có dịp bình luận về cái người cố vấn an ninh quốc gia trong tương lai của ông Trump. Dạ vâng. Nhưng mà bà Rice thì nếu mà được làm thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng xứng đáng. Quá xứng đáng đi, quá là từng làm rồi. Quá xứng đáng. Và bây giờ chúng tôi tạm dừng vài phút cho thông tin thương mại và hẹn gặp lại quý vị sau vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Thời sự tuần qua với nhiều những tin tức nóng khác nữa trên thế giới, châu Á cũng như ở Việt Nam.